nhiều người xem thôi nhưng mà chưa thấy người mua mấy. Ít cây nhỉ? Hay là ra muộn? Ra muộn. Nguyên phiên trước hoành tráng. Rét rồi mà run tay các bạn. Lạnh quá. Ra chợ này vẫn có cảm giác thích thích hơn các bạn, giao lưu trò chuyện với các bác ở đây quen rồi. Hai ông Nam Biển ngày xưa chắc làm dán cây thông đây nhưng mà giờ cắt đi. Nam Biển này hay đấy, này rất hay. Lão này thì gậy hơi còng, gậy còng cái thân nhưng mà cũng có cái hay, bệ cũng chất Nam Điền, cũng bệ Nam Điền. Quái vật à? Đây là yêu quái móng rộng này. Quái vật. Ừ.
Quái vật đây. Bác nhìn thấy người ta đục kinh, đục vào thần dã man này. Con này ơi. Lại quay con này phát. Này hay quá nhỉ. Con này của con này của anh à? Cao Văn Anh. Bao nhiêu tiền đây? Chê rượu người ta nấu thôi. Đại ca, bao tiền con này đây? Vừa nãy ông Quy Tòi khách 16 triệu. Chắc 1.6 triệu là bán. Bao xuống. 1.6 triệu. 1.6 triệu thì hốt lâu rồi. Bẻ bỏ được không? Cứ trừ một số 0 là xong. Đấy. Lan đọc một số 0. Tiền này. mười sáu phát nhưng mà hơi chát. Mày có phải hơi vắng vẻ, không phải là phiên cuối tuần. Thiếu vắng mấy đại huynh à, lướt qua của U phát à. U thì ngày nào cũng quay rồi, vẫn kiên quyết vẫn còn đây. Mấy ông hôm trước quay vẫn còn đây. Xàm kìa. Trên cái xàm núi kìa. Nào vẫn còn đây. Là hàn này. Con này là hàn mới. Chợ chưa rồi, chợ chưa chạy tàn mát hết đâu rồi. Cà phê nào? Ai cà phê? Ai cà phê? Ai cà phê? Ai cà phê nào? Cà phê nào?
hai cà phê, hai nước khẩu tranh nhau đá đây. Cà phê nào, hai cà phê, hai nước khẩu tranh nhau đá đây. Ok, để ra chỗ bố nhận đi xem.